Xin chào đến cô chú anh chị đang theo dõi ở trên kênh. Thì với những cái lần mà hành trình gần đây đó thì mình xin phép là mình đến thăm những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh mà ở dưới miền Tây sẽ đến với lại bà con nhiều hơn thay vì ở trên Sài Gòn, để mình có thể là mình đồng hành cùng với lại bà con ở trên kênh cũng như là bà con ở miền Tây. Hôm nay đó thì theo yêu cầu của mọi người á, thì GoFood đã về tới cái bè ở Tiền Giang. Thì chúng ta sẽ thăm lại cháu Hân ha mọi người. Cháu Hân là trường hợp mà rất là tội, và cũng như là rất là khó khăn luôn về về cái tình hình sức khỏe và cũng về vấn đề tiền nong. Và hiện tại á, là xin phép là chia sẻ cho mọi người là cháu Hân là bị bệnh ung thư và đang điều trị tại bệnh viện ung bướu. Mẹ của cháu là chị Dung đang chăm sóc trực tiếp. Về cái trường hợp này đó, là ngoài cái bệnh tình ra đó thì về còn cái hoàn cảnh đó là hai mẹ con á, là phải ở nhà nhà thuê, nhà đậu, rồi một mình chị Dung vừa chăm sóc cho con bị ung thư mà vừa chăm sóc cho mẹ bị bệnh thận nữa mọi người. Mình đã liên hệ với lại chị Dung cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ, thì chị Dung cũng hướng dẫn cho GoFood cái đường vô nhà. Thì hôm nay thì xin phép được là biết cái chỗ ở của hai mẹ con, và cũng như là mình cũng thay mặt một mạnh thường quân mình gửi cái khoản tiền đến cho cháu Hân. Tại vì mình có hỏi về tình hình sức khỏe của cháu Hân cách đây mấy hôm đó, thì chị Dung chị cũng nói là cháu Hân thì cũng đỡ rồi, tầm khoảng nửa tháng nữa mới lên trên ung bướu, nên là sẵn dịp là đi miền Tây nè, rồi mình ghé mình biết nhà rồi thăm cháu Hân một lần nữa. Xin mời cô chú anh chị hãy theo dõi tiếp cái video. Nhà của hai mẹ con là ở đây là cái chợ, mà mình cũng không biết là chợ này chợ nhóm á mọi người, ở trong xa lắm so với lại ở cái bè đó. Hồi nãy là chị Dung chị đứng ở đây, ở đây 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 đi vô. Dạ. Nhớ chú Sinh không? Ờ. Nhà đây cũng dễ tìm mà. Ủa cháu này là ai? À là chị có hai đứa con. À. Ba. Con mở đèn giùm chú. Dạ anh giờ chú. Đây là chú. Dạ. Còn cô đâu? Cô hôm nay có chạy thận không chị? Không, bữa nay mưa sáng mưa nó chạy. Chào chú nha. Dạ. 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 Ủa là chị có hai người con? Ba người con. À. Bé lớn mất té xong ở sao? Nó làm gì? Mất lúc té xong. Đó, nếu mà nó còn thì năm nay nó 16 tuổi rồi, lúc nó té xong nó 5 tuổi. Năm 2011. Để em gắn cái mic cho chị. Ủa là cháu này là cháu sao? Cháu chính cháu, giữa. cháu giữa cháu Chính này giữa. cháu sao Dạ. là té xong ở sao này luôn Dạ, hả? sao Ở rồi. đây nhà tàn nó nhà cây nhà tàn Hồi đó cái dãy nhà này thì người ta chưa có làm, chỉ có một cái nhà thôi, em ở thuê á, lúc này em chín. vậy là ở thuê đây là lâu dữ lắm rồi hả? Dạ, năm 2009 tới giờ. Rồi, đó cái nhà sập xệ lắm, người ta mới làm năm năm 2012 làm cái này, nguyên cái dãy nhà này người ta cho thuê á. Là một chủ. Dạ, một chủ nhà trên đó đó. Gì con? Ba đứa con mà một cháu đầu thì bị té xong ở sao, Mà đúng đi con. rồi bây giờ cháu Út thì bị não. Chú Sinh có hỏi mẹ Cát Tường á, mẹ Cát Tường nói là mấy nay con khỏe hả? Chứ bạn Khỏe chứ bạn chú gì? mà con làm như là con bị phù hả, hay là con tròn hả, hay là mặt tròn, hay là vô thuốc bị sưng mặt hả? Nó mới lên ký, Lên ký hả? cái này nó ăn được á, đỡ hơn tí, hôm ngày về cho nó ăn rồi bổ này kia lên được ký. Chị về quê bao lâu rồi? Dạ, về quê hôm chủ nhật tuần rồi, chủ nhật này là 2 tuần, Chủ ngày nhật mai là này hai 2 tuần. tuần. Dạ, 13 cây lên lại.
Hình như cách đây mấy ngày có lên Sài Gòn phải không? Dạ có. Con ngủ trưa chưa? Dạ rồi đó con. Dạ rồi. Hôm nay con khỏe ha. Còn con học lớp mấy rồi? Học lớp 5 hả? Dạ đàng hoàng con. Ở nhà là 5 người, hai ông bà với là chị với hai đứa con. Bà đang làm gì ở sau vậy? Mẹ. Mẹ đang nghỉ hả? Bà mới tắm. Dạ. Ủa, từ đây mà đi chạy thận tuốt ở dưới Tiền Giang, tuốt dưới Mỹ Tho Tiền Giang. Ga lộ rồi xong rồi đón xe buýt đi. Chợ này là kêu chợ gì vậy chị? Dạ chợ Hồng Sina. Hồng Sina hả? Dạ. Dạ chào cô. Ủa cô, từ đây mà đi ra tới đường lớn á, đã xa rồi. Dạ. Mà từ đường lớn mà đi xuống dưới Mỹ Tho là xa lắm á mọi người. Xa lắm luôn á. Bệnh viện Đa Khoa mà qua bệnh viện Tiền Giang không nổi, đi xe hôm qua đó 15.000 hả? Không nổi là sao? Đi không nổi, chờ mới ở tại chỗ luôn. À con hiểu rồi. Hay mình dò bà đi xe đây nè qua bên. Khoảng 2 cây số không? Đâu có, nó gần bên lắm, nó gần chừng 100 mét hả? Mà nhưng đi bộ không nổi. Đi không nổi. Nhưng mà người ta phải lấy cái giá đó chứ, bây giờ lấy rẻ quá cũng đâu có được. Bởi không lẽ giờ mà 50.000 sao mà ấy được? Bữa nay con có đi chạy thận không? Ngày mai đi cô chú. Một tuần chạy 3 lần. Chạy thứ năm, thứ ba với thứ năm với chủ nhật. Mà hai cái thứ ba với cái chủ nhật là chạy được ca 3 là 1 giờ. Còn cái thứ năm mình xin không được á, mình chạy 4 giờ chiều. Wow, 9 giờ mới ra. Xa chứ, từ đây mà ra đường lớn còn xa, nó gì mà đi xuống tốt chứ tỉnh. Nghe xin gì các bạn không được. Sao vậy? Không có ghế. Không có máy. Không có máy, đủ máy rồi người ta rồi, không có tới máy của mình nên ra đăng ký từ hồi Tết thì giờ không có. Cô bị thận bao lâu rồi? Bị thận cũng 4 năm rồi nhưng mà chạy là bao lâu? Mới chạy rồi năm rồi chứ. Thôi thì cô đăng ký, cô là hờ vậy đó. Coi ví dụ như tới danh sách mình thì tới đây thì nó gần. Có đăng ký hồi Tết, con đăng ký mà 2-3 thứ gì đó mình ghét lần mình thăm chừng có ghế không, nhưng mà người ta nói là không có. Chuyện nào có tao cho hay. Ủa rồi chị làm công việc gì? Dạ không, nghề về có chăm nó không, nó có làm gì đâu. Bán. Trước đó là làm công việc gì? Dạ bán cá rồi dắt sáng rồi chiều trưa vô nhà bán cá viên chiên trước nè. Sáng là bán cá sống hả? Dạ. Bán giống giống mấy cái chị mà dạ, để dạ. Mấy công ty. Dạ, dạ. Dạ. Còn dạ, chiều thì đi bán đồ chiên. Dạ, bán đồ chiên. Tăng. Cô ăn gì? Mẹ con bán còn gì nói cho chú nghe đi. Hả? Mẹ con bán gì? Mẹ con bán gì? Đồ chiên. Bán đồ chiên hả? Bán cá. Hàng gì mà bán đồ chiên là coi nè, coi nó vậy đó, ăn biết rồi đó. Bán đồ chiên đó. Con có ăn với anh ba không? Không có hả? Sắp tới là lên cũng vô thuốc đó, hả? Dạ, cũng vô thuốc chút. Dạ. Lên trển thì vô thuốc 2-3 ngày. Bác nói vô thì vô thuốc nhẹ cho nó. Chứ nó yếu quá sợ. Mướn ở đây nhiều tháng vậy cô? Mấy triệu? 1 năm 9 triệu hả? Cũng được. Nhưng mà trong đây là đa phần là bà con có nền có nhà hết à, đúng không? Ở quê mà ai cũng có nền có đất hết. Có không? Ở sao nhà mình là xong á sao hả? Dạ, ở xong. Rồi đó thì cái nhà có nhà thì nó không làm cửa đâu, làm cửa sao đâu có làm đâu. Đâu có làm hàng rào á, cũng như bé nó lọt xuống. Bé nó lọt xuống. Hai vợ chồng hồi lúc có bầu thằng này 5 tháng à. Con trai nó mượn lắm kìa. Nói đứa con gái hạng trai được rồi. Hai vợ chồng. Dẫn em xuống sàn coi thử coi. Dạ. Rồi đi chơi nha con.
Ở dưới đây là họ họ bằng cái tràm ta đó hả? làm hồi đó là làm sàn bằng cây, Giờ bây là giờ là người đổ ta hả? đổ này, người ta làm sẵn hết á, người ta cho thuê á. Hồi đó thì cái nhà không có cửa, bây giờ mới bích á. Nhà này mà kiểu mọi người thấy nó ở đó mọi người thấy đó, nếu mà ngược lại là giống gì nè, giờ là kiên cố một chút xíu, còn ngày xưa là Ngày xưa là nhà sàn cây không à, nhà sàn cây, thí dụ dạ như ai lót ai cây, mà kỹ kỹ chút xíu á, thì họ họ làm cái hàng dạ rào nhỏ đúng rồi, nhỏ gì nè, họ làm cái hàng rào nhỏ nhỏ qua, mà không con nít mà giữ không khéo là bị, tại em nghe cũng nhiều trường hợp. dạ Yeah. Với lại nít nó nghe mà xuồng ghe đồ bơi nha, họ chạy sao, với lại nước nôi đó mọi người, nít nó thích nước và lọt xuống. đó bé gái lớn khôn lắm kìa, nó không đi ra sao, thì hai chồng đang ngồi ăn cơm trong nhà luôn á, mà nó ra lỏn ra sao là lỏn dưới nào không hay luôn. Đi tìm Dạ nhưng mà mình nghi ngờ đúng không, dạ nên nghi là ngờ mò. mò mà không có anh, lúc đó là 9 giờ mấy trưa sáng á, xong rồi 5 giờ chiều mới nổi lên, là nổi cách đang cây số dưới. Nói về hướng Dạ dạ đúng rồi, hướng nước xem xuôi á. chồng vậy là trước ở đây luôn hả, hay là hai chồng mướn nhà riêng? Hồi đó hai chồng mướn nhà riêng ở đây luôn, bà chồng thì cách đây khoảng 3 4 cây số Ở trên đó nè, chở ga. Bà chồng cũng không có đất dựng cho, chỉ có nền nhà ở thôi mà đâu có đâu cho. nhà gì thì nói chung là 9 triệu một năm thì cũng nói chung là đến 9 thu nhập, triệu là bây giờ thôi nha, nhưng mà qua năm thì sẽ lên nữa. nói chung là cái thu nhập đó thì cũng, nếu mà ba người mà lao động đó, mọi người làm lao động mà làm có thu nhập đó, thì cái khoản tiền đó thì nó cũng không có cao, nhưng mà bây giờ hai người già, trong đó một người bệnh rồi thêm chị này, chị phải lo cho mấy đứa con đó, nên là hơi bấp bênh chút xíu. Đi lần trước bây giờ nhiều người họ gọi điện họ nói là đi xuống thăm hai mẹ con rồi coi nhà cửa rồi đó. Dạ. Không có lấy cho dẹp. Ra Gì vậy, cho chú ra kìa con. mấy cô này là hàng xóm đó hả? Dạ hàng xóm. Nhỏ này bán buôn gì đó được, anh chị lo không ở thành phố có không mấy có gì đây mà. Con gặp ở trên bệnh viện cũng mấy lần. Dạ, hôm bữa. Được rồi, là ở trên thăm mấy đó mới về đó. Hôm bữa con đăng mấy lần lên có coi không? Ở đây có ai coi không? Tao lại coi không biết. Nói coi rồi. Thôi tao mất mẹ, mới mất cũng chết rồi. Mất rồi hả? Có chị Dương coi. Có Dương coi mà Chị này đâu Dương. có coi đâu biết. Dương Này là ai? khỏi Hàng xóm hả? chị bên đó cũng ở Đây sớm. thằng này mà đã rút bên kia hai ba ngày nay rồi, thôi đi lên như này thôi đó, lấy ghế con, lấy ghế, lấy cái ghế. về cái tiền nong đó là vẫn như mấy kỳ á, là có nghĩa là lên thì đóng cơ bản là khoảng bao nhiêu, Dạ bữa chuyến rồi em về là đóng 2 triệu 8 mấy chục ngàn á. 2,8 triệu một chuyến là bao nhiêu Tại ngày? vì lúc chuyến này nó tại ở lâu quá đó, tới gần 2 tháng lận, đóng hơi nhiều, với lại nó vô máu nhiều, vô 2 sáu triệu bịch 8 máu. hả? Dạ chứ mấy chuyến trước thì đóng 1 triệu mấy, 2 triệu à, Không có bảo hiểm là có bảo hiểm trăm trăm đó, bảo hiểm mà nó bác nó lại ngoài thuốc ngoài danh mục. có nghĩa là cháu là chỉ là vô thuốc thôi, ngoài ra là không có gì can thiệp hết nữa, nếu mà có cái gì mà Nếu mà nó không ổn ngoài là ngoài căn ngoài nếu mà không ổn cái gì á, thì phải chuyển qua nhi đồng. Tại bữa tính chuyển qua nhi đồng sợ cái ống nó bị tắc á, cái ống dẫn lưu nè, rồi bác nó theo dõi không ổn đi, mà thấy nó cũng đỡ đỡ rồi. rồi tiền nong của bà ngoại nữa rồi sao, là bà ngoại là tự lo hay là Dạ em phụ lo cho bà ngoại nữa. khi mà ở trên bệnh viện á, Dạ ý là khi mà ở nhà thì dạ chị đi bán, có thì thời gian chị đi bán dạ để có mà thời gian đi bán. để dành dụm Dạ để lo cho bà ngoại với lại là con, dạ còn cái ví dụ mà đi lên bệnh viện là sử dụng cái khoản tiền đó, dạ
còn ở trên bệnh viện mà ví dụ như ai thương tình thì họ cho hoặc là phần nào ha. Dạ. À, hôm nay đó thì mình xin phép là mình cũng thay mặt cho người xem xuống thăm cháu Hân, với lại là biết nhà cửa chỗ trọ của gia đình, cộng thêm nữa là mình thay mặt cho chị Kim ở Gò Vấp đó là gửi đến cho cháu Hân là 5 triệu đồng. Chị Kim có gửi đến cho cháu Hân cách đây ít hôm đó, thì em xin phép là em thay mặt cho chị Kim ở Gò Vấp ha. Dạ. Đó, gửi cho cháu Hân chứ để mà hai mẹ con khi nào lên 3 triệu rồi nha chị, 4, 5 ha. Dạ. À, chị Kim ở Gò Vấp. Dạ, em hai mẹ con em cũng cảm ơn chú Sinh với chú này về tới đây đã thăm Ngọc Hân. À, chú thăm cảm ơn hai chú, sau nữa là cảm ơn cái chị Kim đó ủng hộ giúp đỡ hai mẹ con có tiền để điều trị. Em xin cảm ơn. Dạ. Ngoài ra đó là có anh Bùi Đình Nai anh tặng cho cô chú một chai dầu ha. Dạ. Để mà sử dụng, người lớn tuổi ai cũng cần dầu xanh. Cô hình như là cái tiền trả thận cô còn cao hơn của cháu Hân nữa. Tại bà ngoại đi tới đi lui, tốn tiền xe với lại thuốc ngoài nữa, mua thuốc ngoài là nhiều nhất. Đây nè, ấy hết trơn nè, mọi người thấy mấy cái ven nè. Kim đâm này. Kim đâm. Vậy đây là chú gợn nè. Có cái máy đây nè, đang hoạt động, nó đang kiểu nó bơm á, bơm máu á. Mai mốt á là cô, cái tay cô á, họ chết ghét cái tay của sưng, nổi cục gì. Một tuần là cô đi xuống tỉnh là 3 ngày hả? Mình cũng mong á là ở bệnh viện Cái Bè đúng không cô? Bệnh viện Đa khoa Cái Bè đó thì họ sớm họ duyệt về cái trường hợp của cô để mà cho cô đăng ký được một cái máy cho nó gần nhà. Chứ mà thật sự mình nói với mọi người rất là xa luôn á. Từ ở trong đây là kiểu là gọi là vùng sâu vùng xa luôn á, từ đây mà đi ra ngoài đường cái á, đường quốc lộ 1A đã rất là xa rồi. Mà từ ở quốc lộ 1A mà đi xuống dưới ở dưới Mỹ Tho với tỉnh càng xa hơn, tại vì từ đây mà đi lên cầu Mỹ Thuận là gần lắm, từ đây chạy lên cầu Mỹ Thuận mà cũng không có xa mấy. Thôi chú xin về nha, rồi khi nào mà có dịp đi ngang đây chú xin ghé lại hoặc là gặp lại ở trên bệnh viện nha. Mà cũng mong là sẽ không gặp nhiều ở trên bệnh viện. À, tại vì khỏe, chú xin chúc cho con mau khỏe để mà con ở nhà nha, không có lên trên đó nữa. Đâu con đi tới đi lui lại cho chú xin coi cái, rồi chú xin tắt máy rồi. Con thử con di chuyển nhiều được không? Con nói lớn cho chú nghe. Con không đi được, chỉ ngồi được thôi đúng không? Con lết được không? Thôi đi. Rung bị yếu quá, bình thường. Một lần nữa thì Wood xin phép được cảm ơn đến cô chú anh chị đã theo dõi và cũng như là thương yêu về cái trường hợp của hai mẹ con. Đặc biệt là hôm nay là cảm ơn đến là chị Kim ở Gò Vấp đã gửi tặng 5 triệu đồng đến là chỗ Hân để có những cái tiền mà chi phí trên đường đi cũng như là đóng tiền viện phí. Một lần nữa cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.